Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Dạ. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình cho đối phương nghe đi. Bạn nữ giới thiệu trước. Dạ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào bạn nam bên kia, em chào quý vị khán giả. Em tên là Quỳnh Hạnh Duyên, em 23 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Tây Ninh. Nghề nghiệp của em là điều dưỡng. Sống và làm việc tại Tây Ninh? Dạ. À, có nghĩa là hôm nay mình lên đây tham gia chương trình thôi đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào các anh chị và các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Tăng Hoàng Tuấn, em 26 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh chào em. Dạ. Em đang làm công việc gì? Dạ, em hiện tại đang là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh bưu điện. Bây giờ nè, đầu tiên anh hỏi cái chuyện này nè, nó quan trọng lắm bạn. Các bạn có nghĩ yêu xa được không? Yêu xa được. Yêu xa là yêu thế nào? Làm sao để có thể hiểu nhau và tin nhau? Thì cái đó là do cả hai thôi. Còn bạn gái có bao giờ yêu xa chưa? Dạ chưa anh ơi. Đó. Đây là câu chuyện quan trọng mà khi nãy các bạn giới thiệu nơi ở đó. Một bên là ở Tây Ninh, một bên là ở thành phố Hồ Chí Minh. À, cái đoạn đường bây giờ đi nhanh rồi. À, nhưng mà khoảng cũng đợi 2 tiếng mới tới. Nếu mình hẹn hò thì mình sẽ sắp xếp như thế nào bạn trai? Thời gian những giờ chắc em linh động được. Bao lâu thì em có thể đến thăm bạn gái được? Thì một tuần một lần chị. Lỡ nhưng mà có lỡ nhớ nhiều quá thì một tuần 2 lần, 3 lần cũng có thể. À. Dạ. Coi như em chuyển phát nhanh mà đúng không? Dạ. Nhanh mà lúc nào cũng nhanh. Đúng rồi, thôi vậy được rồi. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là chăm chỉ, siêng năng, hiền. Em biết nấu ăn chút chút. Em thích sạch sẽ nên là em thường xuyên dọn dẹp nhà cửa. Rồi, tốt. Dạ. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm là em chậm. Làm việc gì cũng chậm hết chị. Chậm là chậm cỡ nào? Em ví dụ một cái gì đó để biết là em chậm. Em ăn cũng chậm, tắm cũng chậm. Em ăn cơm bao nhiêu mất thời gian, chén cơm ăn bao lâu? Một chén cơm ăn nửa tiếng. Em ơi, em ơi. Dạ. Cái đó anh bù trừ cho em được. Dạ. Anh nếu mà em ăn cơm chậm thì anh qua anh đút cho em ăn. Một chén cơm mà em ăn nửa tiếng, em đếm từng hộp cơm hả? Dạ không, nếu mà có việc gấp thì em ăn nhanh chị. Rồi em tắm là mất bao lâu? Dạ khoảng một tiếng. Trời. Em làm gì 1 tiếng trong buồng tắm? Cái đó là lúc mà rảnh rỗi á. À. Em vô buồng tắm em coi phim. Hả? Tự nhiên vô buồng tắm coi phim rồi mắc mới những vô tắm lẹ 10 phút đi ra lên giường nằm coi phim mà tự nhiên vô buồng tắm coi phim. Tại vì gặp bộ phim đó em thích quá chị. Bây giờ thực chất á, xã hội càng phát triển rồi, cái phòng tắm là nơi có thể nói rất là yên bình, nơi chúng ta xả stress, chúng ta vào chúng ta coi như pha nước nóng, ta nằm trong cái bồn ha, ta ngâm nước, ta coi phim, coi tivi, ta ngủ trong bồn tắm luôn, thậm chí có người vô bồn tắm 2-3 tiếng đồng hồ luôn rồi đó. Trời chuyện ơi, vừa vừa thôi chứ anh ngâm rồi anh trúng nước chổng luôn à. Đâu có, tắm người ta massage trong đó rất là khỏe, thành ra tắm 1-2 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Lúc mà em căng thẳng thì em có cái sở thích gì để em giảm stress? Mỗi khi bị stress là em chạy nhà vệ sinh chị. Em làm gì? Em chạy toilet. Chị Tường cái đó được á chị Tường ơi. Được không? Tại em không giờ em làm việc nhà hết trơn. Rồi em chà cái toilet mất thời gian bao lâu? Khoảng 1 tiếng. Khoảng 1 tiếng. Bữa nào em stress em qua nhà chị chơi nha. Yeah. Trai thấy sao em trai? Trời ơi. Thấy cô gái bên kia cái gì cũng chậm về sao? Duyên mà anh, dễ thương mà. Dễ thương đúng không? Yeah. Em yên tâm, bên đây là chuyển phát nhanh là cái gì cũng nhanh hết trơn á. Rồi. Rồi bổ sung cho nhau được. Dạ, yeah. Bù trừ á. Bây trừ giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Ưu điểm của em là em giao tiếp tốt, em hòa đồng, vui vẻ, sống với trách nhiệm với lại sâu sắc với lãng mạn. Cái khuyết điểm của em là em sống nội tâm ạ. Thường như là mình có một cái gì, cái vấn đề guốc mắc hay là nó trở ngại trong lòng mình thì mình giữ cho riêng mình chứ mình ít chia sẻ với ai. Còn bình thường thì cứ hoạt bát vui vẻ bình thường. Ít chia sẻ. Mà giờ đỡ rồi đó. Đỡ rồi. Giờ bớt. Được mấy mối tình rồi? Một mối tình. Một mối tình. Bao dài lâu? Không em? Dạ không. Bao lâu? Đơn phương. Hả? Nhưng mà tại vì em thấy nó đẹp thì em xem nó là một mối tình. Đơn phương cũng là tình. Đúng rồi. Dạ. Em có bật đèn xanh cho bên kia biết không? Bật luôn. Người ta trân quý cái tình cảm của em luôn. À, nhưng người ta nhưng không mà lại. Vì do là có hoàn cảnh này, do cái môi trường tác động nên là thôi. Em tự thôi, em tự cảm nhận được nên em rút. Như vậy chắc là em cũng chưa yêu thật. Hả? Yêu thật sao rút được? Đúng rồi, có nhiều người ta đơn phương mà mấy năm trời luôn, người ta vẫn tấn công cho đến khi nào mà bên kia mà có lập gia đình luôn người ta mới bỏ ý định.
Dạ em không đủ kiên nhẫn đó chị Tường ơi. Thì đó thì là dạ. Chưa có quyết liệt trong, chưa có yêu quyết liệt mới. Đấy, là trong, phải trong cái hoàn cảnh đó chị mới biết. Rồi vậy đi, coi như là chưa có, ủa có một mối tình một đó thôi đó hả? Dạ. Có giấu không? Không có giấu nha, tôi điều tra kỹ lắm đó nha. Đừng có, cũng như là cũng có mấy lần gặp gỡ rồi, nhưng mà em nghĩ đó không phải là tình yêu nên em nói một thôi. À, dạ. Có nộp giấy độc thân chưa? Rồi đâu đó đầy đủ chỉnh chu hết trơn. Rồi tốt. Rồi tôi tạm tin vậy nha. Em là bầu trời nhân cách. Rồi bạn gái mình tình trường sao em? Dạ em chưa có mối tình nào. Ủa sao cái cặp đôi này giống nhau vậy ta? Rồi có yêu đơn phương ai không? Dạ cũng có, chỉ mới dừng lại ở thích thôi chị. Cũng có bạn em làm mai nhưng mà là do nói chuyện không hợp. Anh đó ít nói em cũng ít nói, không có điểm chung. Vậy cái mẫu người bạn trai em mong muốn tìm kiếm là người như thế nào? Mẫu người bạn trai của em mong muốn là tự lập, anh đó chín chắn, lắng nghe, chia sẻ, không gia trưởng. Bạn trai đừng quá vô tâm. Bạn trai bên kia sao em? Em có quan tâm bạn gái mình không? Dạ có chị. Hồi nãy em có nói cái ưu điểm của em là có sâu sắc và lãng mạn mà. Dạ, như đó là đủ rồi đó. Mình có thích lãng mạn không em? Dạ cũng có chị. Em nói em lãng mạn, ví dụ như ngày sinh nhật bạn gái đi, em làm sao là gọi là lãng mạn đâu? Bí mật chị, giờ em nói là mốt bể hết sao? Trời ơi, mình ví dụ. Thử coi giờ sao nè. Thử giờ mới mốt phải chơi bài khác nữa rồi. Thì em nhiều bài mà. Như em bên đó thì em làm Tây Ninh đúng không? À. Thì em sinh nhật thì em muốn nói gì hết. Em cũng không có kiểu mà canh qua 12 giờ và chút luôn. À. Cái em âm thầm trên này em xin sếp em nghỉ ngày đó, cái em đi xe mình em xuống dưới rồi em tặng quà làm cho em bất ngờ. Coi như mình nói là mình không xuống, mà tưởng là bạn gái tưởng mình vẫn đi làm đúng không? Đúng rồi chị Tường hiểu em á. Có đó mới bất ngờ chưa lãng mạn. Bắt đầu mọi thứ nó bắt đầu tiếp tục nữa. Rồi. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Em thì cũng không có mà gia trưởng, cũng không có mà khó khăn gì nhiều. Nhưng mà là em muốn một người bạn gái là đủ trưởng thành, hiểu chuyện, có thể biết chuyện, rồi không có sống ảo nhiều. Sống ảo thế nào là sống ảo? Sống ảo là sống không thật á anh. Cụ thể là vài ví dụ đi. À thì nói chung là em thích mộc mạc, đơn giản. Rồi em có cái yêu cầu gì về ngoại hình của người bạn gái không? Em muốn tìm một người như thế nào? Dạ dáng người thì cân đối, cao khoảng chừng từ 1m50 trở lên. Em cao mét mấy? Em cao 1m68. Để qua anh kia xem đàn gái coi. Em chào anh. Chào em gái, dễ thương, rất là xinh ha. Dạ. Em muốn kiếm người nói nhanh nhiều hả? Dạ, nhưng mà ảnh đừng có chê là em ít nói. Anh bên đây nói gì thì đủ nhiều chưa? Dạ, anh nói quá nhiều. Anh chuyển phát nhanh mà anh phải làm nhanh chứ đúng không? Dạ, hồi nãy anh có nói là ảnh không có làm việc nhà. Nhưng mà em mong muốn là người đó có thể là chia sẻ công việc nhà với em. Dạ. Làm dâu được không? Em nghĩ là khi mà tình yêu đủ lớn là em có thể làm được. Em sẽ xuống đúng không? Dạ. Rồi, để coi anh nói sao cho em xuống thôi, quan trọng là do ảnh thôi. Được, nhưng mà thí dụ bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ, khoảng 1 năm. Dạ, dạ nhanh quá, không biết bên đây chuẩn bị kịp không ạ? Dạ, chào chị. Nếu 1 năm thì em có sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ, sẵn sàng. Nhưng mà trong cái giai đoạn 1 năm đó phải tìm hiểu. Thì đương nhiên rồi, phải tìm hiểu, chứ không lẽ năm này làm gì? Dạ. Rồi bây giờ mai mốt có cái việc làm gì ở trên đây để mà xin cho bạn gái làm không? Là bạn gái mới theo mình lên đây được nếu mà mình tiến tới hôn nhân. Thì bằng tất cả mối quan hệ của em sẽ cố gắng để em kiếm thêm một cái điều dưỡng trên này. Bằng tất cả mối quan hệ của em. Và nếu mà không được thì xin cho bưu điện làm chung với em. Từ điều dưỡng qua làm bưu điện luôn. Trái ngành luôn chị. À. Giống như em cũng làm trái ngành chứ đâu làm chung. Rồi, có làm dâu không? Em đang sống với ai? Em sống với ba mẹ. Với vậy là có làm dâu? Dạ. Thích gái đẹp không? Cũng thích. Nhưng mà thích gái xinh nhiều hơn gái đẹp. Ủa xinh là sao và đẹp là sao? Tinh là giống như là dễ thương chị, mình nhìn vô là mình có cái ấn tượng á. Còn đẹp là mình nhìn vô mình nhìn hoài mà nó đẹp mình sợ. Chị là xinh hay đẹp? Chị là chị xinh đẹp. À thôi được rồi, về nha. Nè chị cũng dẻo miệng dữ lắm. Coi chừng ngăn hiếp nha cưng. Cô chị cũng hiền với tội nghiệp lắm nha. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đến chương trình em đi với sếp của em là bác ngoại với lại mấy anh em đồng nghiệp của em trong đội em. Xin kính chào chị Cát Tường xinh đẹp. Dạ. Xin kính chào anh Quyền Linh. Rồi. Đẹp trai dễ thương. Úi rồi, chào xin anh. Chào đôi bạn trẻ. Chào toàn thể quý vị trong khán phòng. Tôi tên là Nguyễn Văn Huệ, sếp trực tiếp là phụ trách về cái mảng công tác của Tuấn. Đối với Tuấn thì công tác thì rất nhanh nhẹn, nhiệt tình, hoàn thành tốt được nhiệm vụ. Thế còn chút nhận xét về đôi bạn gái bên đây. Thứ nhất là cũng có cái bù trừ cho Tuấn, ít nói, hiền, dễ thương. Thì đến đây cũng là một cơ duyên. Thì mong rằng chúng ta cố gắng cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn nữa. Cảm ơn sếp. Rồi, bạn gái mình đi với ai nè?
Dạ em đi với cô ruột của em, với đồng nghiệp của em. Chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ xinh chào đẹp. Cô à, chào bà con hai họ trong khán phòng này. À, tôi là cô của em, của cháu Duyên. Dạ. Đây là đứa cháu duy nhất, đứa cháu đích tôn của gia đình. Nó hiền quá với nó nhát. Ở trong gia đình nó cũng ít nói nữa, rồi làm cái gì cũng chậm chạp. Mà gia đình thì mong cho nó có hẹn hò trước. Rồi nay đến đây thì thấy cháu Tuấn bên này cũng rất dễ thương, rất chững chạc, tướng tá cũng đẹp, thấy hai đứa cũng xứng lắm. Cho nên là cô cũng mong hai đứa hẹn hò đi, cho đời nó vui hơn. Trời ơi cô chị chơi quá. Bây giờ chúng ta sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau sau khi cái hàng rào này được kéo ra nha. Mở cửa trái tim. Mở cửa. Em nói trước thì anh nói trước. Dạ anh nói trước đi. Em có đói bụng không? Có mệt không? Dạ có. Thì nãy giờ ngồi nói chuyện em thấy anh sao? Dạ em thấy anh vui vẻ, hòa đồng, anh cũng đẹp trai. Thì anh thấy em cũng dễ thương mà. Dạ. Chậm thì đâu có phải là cái khuyết điểm đâu. Dạ. Thì mình đâu có muốn mình chậm đâu. Dạ đúng. Thì từ từ mình khắc phục thôi. Em với anh quen nhau á, thì nếu mà khi mà nóng giận á thì anh sẽ làm cái gì? Mà anh nghĩ người như em sẽ không làm cho anh nóng giận đâu. Nhưng mà trong cuộc sống thì đâu nói trước được. Mà lỡ như anh có nóng giận á hả? Dạ. Thì thôi anh không nói gì hết. Tại vì lúc đó anh bỏ đi chỗ khác. Anh cũng không muốn đôi coi với em. Tại vì anh biết nếu mà anh nói thì em sẽ nói không lại anh. Nhường em đó. Được. Nghe nói đúng đó. Nói không lại đâu. Mình thì không có ở chung một nơi. Dạ. Nó cũng hơi trắc trở. Sắp xếp thời gian có linh động thôi. Ví dụ như một tuần anh xuống em thì tới tuần sau em lên anh. Được không? Được hết nếu mà hai đứa muốn. Ít nhất em phải lên Tây Ninh hai lần, bạn kia xuống một lần chứ. Ta con gái thì, mà thì đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi anh. Chứ tuần này em anh xuống rồi tuần kia em lên, cứ đổi gì sao được. Nếu mà em muốn em phải xuống hai ba lần ta mới lên lần. Tuần gái dặm trường đường xá xa xôi. Em muốn anh lên em không xuống được không? Cũng được. Sao cũng được cái siêu vậy? À, được được em được được. Trời ông kia lanh lắm mà. Tự nhiên cái em câu chữ em nó đi đâu hết trơn luôn. Bây giờ đứng lên hát tặng bạn gái một bài đi cho nó sớm nè. Anh hát nha. Trời ơi, một tràng pháo tay lấy tinh thần cho bạn ấy ơi. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta lại không nói ra. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau, sẽ mãi đã đang kể cả anh ta lúc đau. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường, nhưng trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha, cho quá khứ hai ta cùng đi qua. Hay quá. Được. Được. Hát được. Rồi. Rồi thôi bây giờ mình nói một câu gì đó thiệt là lãng mạn. Như là cũng có nghĩ sẵn trong đầu mình để nói chuyện với em mà sao tự nhiên lúc mà kéo cái miếng này ra cái anh câu chữ anh nó chạy đâu hết trơn mà anh quên hết luôn. Nhưng mà bây giờ nói chung là anh còn nhớ mỗi con điều, là nói chung là bây giờ là sắp tới đây thì mọi chuyện diễn biến như thế nào anh không biết, nhưng mà nếu như anh có cơ hội để em bấm nút á thì anh phải làm một điều mà từ trước giờ anh chưa bao giờ làm. Làm gì eo vậy? Em lấy niềm tin đi. Thôi. Em ngồi im. Là nếu mà anh được có cơ hội được em bấm nút á, thì anh sẽ cố gắng hiểu em nhiều hơn. Dạ. Và sẽ làm cho em vui. Dạ, anh đâu. Dạ. Rồi, hết thời gian. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn nhá, không ai ép mình cả. Bấm nút là mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Bấm tay nhau nào. Đây là những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Yeah. Gửi tặng các bạn.
xin phép cô được hôn bạn gái. Cô cho con hôn em nha cô.